Thời gian này thì chúng ta có thể cài đặt tính theo giây. Như các bạn thấy đây là 040 thì các bạn sẽ cài đặt là 40 giây. Đây là đèn báo nguồn. Đây là công tắc để đánh đại cá. Đây là công tắc để đẩy cá ra. Và đây là nút dừng khẩn cấp. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu bên trong cho các bạn. Đây là bên trong máy. Máy thì có 5 tu lô để đánh vảy cá và hai mặt sàn ở bên ngoài. Với 5 tu lô này thì các bạn có thể đánh vảy cá sạch hơn, tốt hơn. Và đây là cửa ra của cá. Máy đánh vảy cá TK500 này thì có motor công suất là 2,5 kW và được bảo hành toàn quốc trong vòng 12 tháng. Và sau đây thì tôi sẽ test đánh vảy cá lóc cho các bạn xem.